Xin chào bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm chủ nhật vừa rồi thì bản tính chung vừa kết thúc cái sự kiện đầu giá S cộng mới giao đe và ở server của mình mỗi mình lấy với 7.000 điểm là coi như là đủ cái mốc đó là một con 4 sao 240 mảnh của nó với cả một cái khung của nó rồi. Và anh top một bên mình đợt này chê, cũng có nhiều cái server theo kiểu mà chê con S cộng này, mặc dù bộ skill của nó mình đọc thì cũng cảm thấy rất là tốt và kèm theo là ở cái server test vừa rồi thì giao đe nó cũng thể hiện là một con có khả năng phòng ngự cũng rất là trâu và hỗ trợ cho team cũng rất là tốt nhưng mà chắc là mang cái song hệ đó là bóng tối với cả cỏ hai cái hệ hiện tại bây giờ đang ít Pokemon đang sử dụng này thì bây giờ mình cũng sẽ nâng con dao đe của mình lên để bắt đầu test với cả bốn sao xem nó như thế nào thì đầu tiên mình nghĩ là nó là mang cái hệ cỏ cơ cuối cùng là mình đã định làm một cái clip ghi là reset Raymond Gordon để up con dao đe này lên nhưng mà nó lại mang hệ bóng tối là hệ chính của nó vậy nên là cái quả của nó đầu đầu tiên này là nó sẽ trùng với cả từng ngày con s cộng tiếp theo đó chính là cái đồ của nó là đồ của hệ siêu hệ bóng tối hệ thường thế nên là mình đang sử dụng dành cho necroma với cả con mega mewtwo toàn đồ hết rồi do đó thì mình cũng kiểu dạng như là cũng sẽ ít đồ hơn dành cho dao đe này và dao đe đây là một pokemon thuộc dạng phòng thủ bộ skill của nó cũng kiểu dạng thiên hướng giống như của con Celebi khi lên 8 sao thì bạn nó có khả năng đó là né được hai đòn kháng tử dành cho team của bạn. Vậy nên là cái hệ cỏ về sau thì kiểu chủ yếu là trói uh, chói với cả là giúp bạn kháng tử. Saymin cũng có khả năng uh, giúp kháng tử này. Mình thì không muốn mất nhiều thời gian ở trong clip về cái kiểu nâng cấp của nó nhưng mà vừa rồi nhìn cái nhảy dây của nó cũng cũng rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ phải reset con nào đây? Thì uh, trong đó thì Mega chút thì không rồi. Đâu dự định đó là Random Gaudon cơ nhưng mà thôi nó lại không có trùng quả Vậy nên là còn lại cứ thay đi thay lại liên tục đó shiny mega gardevoir mình sẽ reset tạm để uh, có thể nâng lên dao đen để test trước ok và công cuộc uh, update đã xong mình đã lên được giao đe lên một triệu lực chiến và đã reset mất uh, shiny mega gardevoir rồi và bây giờ với đội hình như thế này thì mình bắt đầu lại test tiếp giao uh, đe 4 sao xem là nó có khả năng tốt như thế nào bởi vì là có một số bạn nói là ở bản tiếng chung giao đe 4 sao nó có khả năng phóng rất là tốt thì mình sẽ thử cho mỗi con giao đe vào trong tim thì nó sẽ như thế nào Ok thế thử với cái tim này đầu tiên Mình sẽ thử xem đó là con Zao uh, đe khi chỉ mới 4 sao Nó có thể trụ được trong khoảng bao nhiêu lâu Sau bắt đầu sẽ cho vào tim và test những đội hình khác Thì một mình nó nếu mà 8 sao thì mới có hai lần kháng tử cơ Còn bình thường như thế này Rất tiếc là tại con Mega Rayquaza Nó đẩy lên nhưng mà Zao đe này nó có khả năng Đó là hồi máu dựa theo số lượng máu đã mất cho nên các bạn sẽ thấy Nó rất sợ những, những cái kiểu như sát thương vừa rồi đến từ con Zacian uh, trong kiểu sát thương thực Còn những đòn tấn công trực tiếp vào nó thì dự, dự, Sẽ mất ít máu hơn Giống như Zacian cũng vậy à, theo kiểu mà chống sát thương thực uh, nó sẽ kém hơn Còn đâu những sát thương trực tiếp đánh vào Theo kiểu Mega Mewtwo Thì uh, nó cũng sẽ chống được rất là nhiều Còn bây giờ đi team thôi Chứ còn là một mình nó thì Độ đòn vừa rồi con Zacian nó ác quá Thế Hay thử nốt bên kia không có ra đâu thì thử xem là với sức tấn công à, sức phòng thủ của con dao đe nó sẽ như thế nào còn con này chắc là mình cũng sẽ sử dụng rồi về sau thì có bộ skill mới rồi bởi nó sẽ kiểu dạy như là vừa rồi các bạn thấy nó hồi 682.000 máu nó sẽ có bộ skill mới nhưng mà nó sẽ kiểu dạy như là đi bổ trợ dành cho cái tim uh, cỏ với bóng tối về sau thôi và như các bạn thấy hồi một triệu tám máu nó hồi theo theo cái lượng máu đã mất và lúc đó thì kiểu dạng như cái sát thương đến từ dưới 15% phần à, trăm vượt quá 15% phần trăm máu thì nó sẽ được uh, miễn nhiễm theo kiểu mất đúng 15% phần trăm máu còn bây giờ các bạn thấy những cái sát thương theo kiểu trực tiếp đánh vào dao đe theo nó hồi lại máu như thế này kiểu dạng như là khó rất rất là khó giết luôn đây là một con dao đe 4 sao và theo kiểu mà những cái sát thương thực cơ thì đánh vào con dao đe nó mới có thể uh, chết được như kiểu cái kiếm ở uh, cái khiên ở uh, cái, cái phi tiên kiếm của con rassia uh, ấy chứ còn đâu bình thường đánh vào như này dao uh, đe lại hồi cả một lượng máu luôn cảm thấy rất là khó chết luôn thì dao đe đây là một pokemon thuộc dạng phòng thủ thì cái khả năng phòng thủ này của dao đe nếu mà so với cả những s cộng như này thì nó có thể phòng ngự rất là tốt nhưng rất tiếc một đòn đánh quá mạnh 12 triệu đó làm cho nó bị chết chứ còn đâu mà đánh mà chưa hết máu gốc của nó thì nó vẫn hồi lại một lượng, lượng máu rất là lớn. Như các bạn thấy đó là dao đe, à, cái khả năng phòng thủ thủ của nó nếu mà chỉ một mình như vậy thế là quá tốt rồi. Kế tiếp mình sẽ thử test với đội hình team lầy như thế này, à team tiên đất đá đây. À, thêm cả Mworin với cả dao đe. Và đại đấu với cái team mà uh, 4S uh, 3S với cả dao à uh, Necroma 11 sao kia. 4S với cả một con Sunya 4 sao mình tắt hiệu ứng bớt đi khổ con dao đè tự nhiên lại bị bay lên trời lúc đầu và mình đang chơi theo kiểu team tiên đất đá thuần đây toàn những cục đá bay hay bão cát Mega Ray này Unti và con Zacian thì nó đang kiếm bảo vệ rồi 8 sao của nó rất là chắc Mấu chốt bên kia đang có con Necroma thì mình có cảm thấy sợ thôi Chứ còn đâu thì Mega Ray sát thương unti hay đánh vào mấy con trâu uh, này của mình thì cũng rất là khó để giết luôn. Và đây, đây là con uh, Mew Origin của mình, nó vừa biến hóa thành con Necroma bên kia. Bên kia thì Mega Ray lên Z-Mu. Vừa rồi thì kiếm bắn đánh rất là ghê. Nói chung, Zacian là một Pokémon kiểu mà về sau bổ trợ cái cái uh, tấn công dành cho tìm tiền của bạn rất là tốt. Nếu bạn nào mà không lên được, đó là con uh, mega mũ chủ x. Vừa rồi thì giao đe nó sẽ có cái khả năng rồi rồi là như là một địch sợ quá chạy biến mất ra khỏi sàn đấu, ví dụ như là con Diamond Kio này thì bộ skill mới của nó mình còn chưa dịch tiếp. Tuy nhiên là giao đe này nó cũng sẽ có đó là cái đòn theo kiểu mà sợi dây liên kết gắn liền với cả team của bạn giống như con Senia vậy. Nói chung là giao đe cho kiểu mà hỗ trợ team à, về sau nó cũng sẽ tốt hơn so với cả con Senia rồi, một bản nâng cấp hơn. Đặt bẫy xong rồi là phòng thủ tất cả đều ổn thì như các bạn thấy lúc đấy à, lúc trước thì mỗi một mình con dao đe thôi thì đã làm cho dạy như là rất là khó để tiêu diệt được nó rồi mỗi con necroma đánh sát thương cao quá thôi thì mới chết còn bây giờ thì chưa biết là bản tiếng trung có chỉnh sửa nó tiếp hay không ở trong cái server bình thường như thế này chứ còn đâu bốn sao của dao đe bây giờ gọi là vẫn là trâu so với cả con uh, ramon với cả con shiny mega kia Zacian của mình đã chính thức tử rồi, khổ ăn mấy cái đòn kiểu dạng như là sát thương xuyên đến từ con Necroma, ghê quá. Và đây, đây chính là hiệu ứng trốn ẩn nấp ở trong cái rừng ở của con dao đe này. Thì như các bạn thấy một S+ -cộng mới phòng thủ 4 sao. Ví dụ như ở con Yamazenta chẳng hạn, nó đã tốt hơn ở những S+ -cộng cũ rồi. Kèm theo nữa là cả uh, dao đe S+ -cộng mới như thế này. Nó phòng ngự còn uh, còn mạnh hơn cả con uh, Raymond Golden 11 sao với con Shiny Megatitea của mình. Vừa rồi thì Raymond Kio lại cứ bị chạy ra khỏi sàn đấu. Bên kia thì Raymond Gordon lên Zmu này. Một đòn đánh rất là ác này, nhưng mà rất tiếc. Con dao đe có thể nói là một S cộng hiện tại đang rất là lỗi về cái khoản đó là 4 sao thôi mà nó quá là mạnh. Dao đe đã chính thức ulti. 17 triệu máu thôi. Hay 1 triệu bảy nhưng mà kèm theo là nó sẽ gắn liên kết dây liên kết dành cho đồng đội của bạn rất là tốt vừa rồi thì đồng đội của bạn đang có sợi dây liên kết này rồi này đây kio đây là dưới con miojin của mình biến thành thì với con da, dao đen này nếu mà nhận xét chỉ với 4 sao thôi thì cái thể hiện của nó trong trận đấu như thế này thì quá là tốt một con kiểu dạng như là rất là khó để bị tiêu diệt trừ phi là những cái sát thương thực theo kiểu mà uh, kiếm hay là những cái báo cát la vào nó thôi hoặc là mega mutu x thì chắc là đánh được hoặc là necroma chứ còn đâu thì nó rất khó để chết luôn cả con Mew origin hai con rất là lầy thì vừa rồi raven gaudo bên kia đã bị thu nhỏ rồi tử trận luôn tại vì rau đen này nó là một con cũng có khả năng đặt bẫy cực kỳ ghê theo kiểu sát thương đến từ những cái cái sợi dây của nó và dưới sự hỗ trợ của giao đe này thì team bên mình có cảm thấy như là vững chắc hơn rất là nhiều một con S cộng mới tuy chỉ 4 sao thôi xong Sonya cũng đã bị đẩy ra khỏi sàn đấu rồi này và thêm cái bẫy gai của nó nữa địch đánh vào các kiểu nó cũng sẽ hút máu và tưởng là sẽ bị thua nhưng mà cuối cùng lại giành chiến thắng giao đe một S cộng 4 sao bây giờ trâu y trì như con ramagenta uh, hồi trước ấy và còn mỗi con Necroma thôi thì rất là khó để tiêu diệt team mình rồi Nói chung là dao đe 4 sao này cảm thấy khá là ổn. Nhưng mà Necroma vẫn là một con 11 11 sao nó vẫn quá là bá với cả cái đòn vừa rồi của nó. Chỉ thêm một con S cộng mới thôi mà chỉ với 4 sao thôi mà nó đã làm chủ trận tình hình trận đấu rất là nhiều. Và Necroma đã chính thức tử. Chúng ta sẽ cùng đi đến một trận đấu khác Đằng này thì mình sẽ để con Brian Gordon ở dưới cho nó an toàn hơn Sợ nó chết à, Đấu với cái team theo kiểu cũng tiên đất đá thuần Và đang sử dụng đó là Zacian với cảm Mew Origin Nhưng mà chưa sử dụng con dao đen này thôi Thì mình sẽ đấu với người chơi này tiếp Đây tiên đất đá thuần ra Không có Brian Gordon thì sử dụng đó là Zigade Và vẫn có một con đam chính Đó là con Mega Rayquaza Bên kia đã bị choáng rồi này Hai con bị choáng ngay từ lượt đầu thì cái sợi dây của con uh, dao đe thì phải nó có khả năng uh, làm khống chế mega ray này hồ con Zacian. mình dạy như là nó không thích mình ấy mình review cái team nào mà có Zacian thì kiểu dạy như là toàn thế nó chết từ đầu còn những người chơi khác thì sử dụng Zacian thì nó rõ là trâu xong vừa mới lượt một thôi con Zacian 8 sao của mình đã tử rồi Mega TNC thì vừa bị ăn cái đòn dây gai của Giao Đe đã tử trận luôn, ngay từ lượt 1 luôn. Giao Đe đang ở trong trạng thái nó rất là tốt luôn. Gia -xian, nói chung là các bạn sẽ lấy Gia nếu các bạn cảm thấy mạnh thôi, chứ còn đâu với mình thì nó không thích mình, sau đó thì nó toàn chết sớm chứ còn đấu với cái team mà có Draxian thì toàn thấy team mình bị chết, còn đâu bên nó thì vẫn rất là chắc chắn. mà lại ẩn mình vào trong cái uh, kia cái lùm cây của nó. Thì đấu với cái team này không có con necroma thì uh, cảm thấy nó đỡ khổ hơn, necroma đoán xuyên tường với cả sát thương nó gây ra quá là xịn. vừa vừa rồi đó là cái sợi dây leo các kiểu đánh vào địch này xong rồi làm con Mugin bên kia cũng chạy ra khỏi sàn đấu luôn. Nói chung một con S4 sao thôi, nhưng mà công nhận nó quá tốt thật. Bộ skill nó quá là bá, nhưng mà bộ skill mới sắp tới ở tháng 10 cũng đã có rồi, nó bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều. Là cái team kia đã chính thức tử rồi rất là mỏng dưới cái ở dạng như là con dao đe này và như các bạn thấy đó con Diamond Gaudon của mình nó rõ là dễ chết nhanh ấy chưa gì là tiến vào trạng thái trái tim nóng chảy rồi còn con Shiny Mega ta với con dao đe nó phòng thủ tốt hơn nhiều thời kỳ về sau thì chắc là mỗi con Shiny Mega ta đi trụ với cả Mega TNC là, là dễ còn đâu là Xong. Uh, con da bên kia cũng tử mà con mega ray cũng tử nốt nói chung là team một mình con này, uh, con uh, dao đe mà hiểu như là phòng ngự quá là tốt và đã giành chiến thắng rồi này ok mình sẽ test nốt trận với, với trận với đội hình như thế này uh, không sử dụng con s nào cả bây giờ thêm da xe 8 với cả da magenta 8 và có thêm con celebi cũng 8 như thế này À, bỏ thêm con Xenia uh, 4 vào thôi Để xem cái hàng phòng ngự Rất bững chắc như thế này Và cái sát thương gây ra Đến từ con Zacian uh, Với cả Giao Đe Sẽ như thế nào Đây là trận đầu cuối này Để xem sức mạnh cuối cùng Của con Giao Đe Nói chung đây là một Pokemon Nó đã tốt sẵn ở 4 sao Cái khả năng phòng ngự Quá là kinh khủng Cả con Zamazenta Lúc bắt đầu xuất hiện như thế Nói chung là S cộng mới Càng lúc về sau càng bá Và đây là không có Cái hiệu ứng đó là Cái... Um, thôi chưa gì đã bị bay xuống dưới rồi không có cái hiệu ứng kiểu dạng như là cái tường ngay từ ban đầu thì tim con nó cũng sẽ hơi hơi mỏng hơn so với lúc trước dao này có cái hiệu ứng xanh xanh ở dưới chân nó nhìn cũng đẹp ra phết ở đây thì mình đang lấy toàn những con kiểu kiểu, kiểu mà có cái khả năng phòng ngự tốt và kèm thêm CNB để búp cái là kháng tử nữa Da Magenta thì nó phòng ngự vững chắc lắm rồi 8 sao như thế này Tiếc là con dao đè lại bị bày đẩy xuống dưới Meworzin là một Pokemon phòng ngự, Với cả rất là lầy Nó cũng giúp cho team của mình có thể là hồi sinh được Thế nên chơi với một cái team kiểu như thế này Nhờ Zacian bắn à, bắn liên tục với cái kiếm thôi Bây giờ thì toàn team nó sẽ bổ trợ cho Zacian của mình Đỡ chết hơn thì cũng sẽ đỡ hơn lúc trước Rất là ác Và vừa rồi đón sát thường thực của đến từ cái kiếm của con Mega TNC này. 1 triệu 6, không may chưa chết con nào. Mega Ray lại ulti tiếp 5 triệu 1, khổ chết con CDB rồi. Nhưng mà CDB thì nhờ Miozin của mình mà vẫn sống tiếp. Để lượt sau nó lại có thể tạo ra được một cái lá kháng tử. À, đến lượt 4 cơ. Miozin à, vừa có thể phòng ngự vừa có thể là tăng được. Đây là CDB của mình đây. Asian ulti rồi, 2 triệu 4. Mất cái tường, tạo sợi dây liên kết đây ô chết chưa gì ra xian ở à, ra magenta mình bị cái bắn laser đến từ con uh, uh, necroma mà tử luôn unti hai triệu chín và là tạo sợi dây liên kết như kiểu kia các bạn thấy rồi đây bây giờ toàn khi dây liên kết lẫn, nhau hồi máu liên tục toàn tim được hồi máu này chỉ trừ đó là cái sát thương xuyên đến từ con necroma mà rất là ác Tìm toàn con hỗ trợ luôn. Nhưng mà rất tiếc. này của Roma bắn ác thật. Nhưng mà con Zacian hồi máu cho team rõ là tốt. Không biết là cái trận này có thắng được toàn kiểu gì đây. Nếu mà con Zacian nó không bá lên tẹo nữa hoặc là con đen này bắn theo kiểu mà những cái những cái sợi dây gai của nó đánh địch thôi. Trung tim mình là toàn theo hướng phòng thủ là chính. một đòn ulti mất có không máu bây giờ còn lại có ba con Celebi chính thức tử rồi còn lại hai con thôi ăn kiểu gì đây 5 triệu 2 thế các bạn thấy đó là nó rất sợ cái theo kiểu sát thương thực theo kiểu sát thương xuyên hay là sát thương đến từ cái kiếm chẳng hạn đấy thì con Negroma nó bắn ké làm cho con dao đe nó mất bóng rất là ghê ASEAN. Phòng ngự rất là tốt Những cái đòn tấn công trực tiếp Nói chung là toàn những con Tấn công trực tiếp Mà nó thì sát tương nó gây ra Rất là nhỏ Ulti rồi Và lại tạo Sợi dây lên kết tiếp Sợi dây lên kết bằng cỏ này Có ba con thôi Nhưng mà rõ trâu Ok và như các bạn thấy Đó là S cộng mới Giao đe Hiện tại bây giờ Một Pokemon Phòng ngự rất là trâu Hồi máu cho tim Các kiểu Nói chung là chắc là cũng Phải chờ Ờ, đối với cái tim Mega màu X về shiny Mega đen nó có khả năng ở dạng như chặn hồi máu, Thì lúc đó cái dao đen này nó cũng sẽ bớt cái bá hơn ở cái khoản hồi máu với cả phòng ngự như vậy. Ok, ờ, sau khi test xong thì đây một S cộng rất là tốt và cho vào tim thôi, ngay cả khi 4 sao.